Thưa quý vị, Quỹ Đất Đỏ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết vụ việc liên quan đến tôn giáo từ thực tiễn ở địa phương cho hơn 100 học viên là lãnh đạo công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách, phụ trách công tác tôn giáo tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề gồm tổng quan về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam và thế giới, hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra hiện nay, giải quyết những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn chính trị xã hội liên quan đến hoạt động tôn giáo. Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm xử lý các vụ việc phức tạp, điểm nóng liên quan đến tôn giáo. Toàn huyện Đất Đỏ hiện có 5 tổ chức tôn giáo và 36 cơ sở tín ngưỡng dân gian với hơn 22.500 người theo đạo và chịu ảnh hưởng các tôn giáo, chiếm tỷ lệ 29,87% dân số. Thông qua tập huấn, đội ngũ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, phụ trách công tác tôn giáo có thêm kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết linh hoạt, hiệu quả các vấn đề phát sinh, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.